Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip-phê trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lần đầu tiên con dâng thánh lễ vào lúc 3 giờ chiều, kính lòng Chúa thương xót. Một điều cảm động là trời nắng, vào cái giờ này nóng nực lắm. Thế nhưng mà quý ông bà, anh chị em quy tụ lại trong ngôi thánh đường này để chúng ta biểu lộ lòng thương xót của Chúa cho chính bản thân mọi người chúng ta và nói chung là cho nhân loại. Muốn diễn tả được lòng thương xót của Chúa cho người khác thì chính bản thân mọi người chúng ta phải là chứng nhân hoặc là thể hiện được cái điều đó ngay trong chính đời sống của mình. Và mọi người thì cảm nhận một cách khác nhau cái hành trình đời sống đức tin, hành trình cuộc đời của chúng ta, hành trình mà chúng ta chạm đến lòng thương xót của Chúa ngay trong đời sống gia đình, đời sống cá nhân của mọi người. Tựa vào tin mừng của Thánh sử Gioan hôm nay nói đến cái hành trình mà Nathanael đạt tới cái đích điểm của đời sống đức tin, chạm đến lòng thương xót của Chúa, được Chúa mời gọi để trở thành vị tông đồ của Ngài. Theo truyền thống thì Nathanael là Bartolomeo, tông đồ. Và quý ông bà anh chị em thấy là ở trong cái trình thuật tin mừng, nó có những cái tuần tự, nó gắn liền với các cái động từ ở trong tin mừng. Muốn gặp gỡ được Chúa, muốn được Chúa biến đổi, muốn chạm được đến tình yêu và lòng thương xót của Chúa, đòi hỏi có một cái tuần tự tiến trình. Trước hết là được giới thiệu. Nathanael được Philip-phê giới thiệu. Ngay từ ban đầu thì Nathanael không tin, có những cái sự nghi ngờ về con người của Đức Giêsu. Câu hỏi mong đặt ra là: tại Nazareth thì có cái gì hay được? Câu hỏi nghi vấn đặt ra là: ở làng Nazareth, một làng quê nghèo, không mấy tiếng tăm, chẳng có ai học thức cao cả, làm sao mà lại có được những vị tiên tri lớn, làm sao mà có những người nổi danh làm được những điều cao cả như người ta đồn, như người ta nói? Không bao giờ có. Nhưng mà Philip-phê đã giới thiệu cho Nathanael tìm đến với Đức Giêsu, và Nathanael đã chạm được cái điều đó. Ông ta dẫu nghi ngờ nhưng mà vẫn trồi dậy đến
xem, gặp gỡ, sau đó là tin và được Chúa biến đổi. Có những cái cuộc biến đổi đầu tiên là từ một cái con người nghi ngờ về Chúa, nghi ngờ về Đức Giê-xu. Ông ta được biến đổi hoàn toàn, và lúc đó ông ta phải thốt lên một cái câu tuyên xưng đức thân: thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Làm sao ông ta cảm nhận được điều đó? Làm sao Nathanael có thể thốt lên được cái điều đấy? Chẳng phải là nhờ ân sủng đức tin của Chúa, chẳng phải là nhờ quyền năng của Chúa tác động, chẳng phải là nhờ tình yêu, sự mặc khải của Chúa dành cho Nathanael sao? Từ sự nghi vấn đến khi trỗi dậy, đến xem, gặp gỡ Đức Giê-xu, ông ta ngạc nhiên vì chính Đức Giê-xu thấu hiểu những cái suy nghĩ và những điều sâu thẳm trong cõi lòng của Nathanael. Trước khi mà chưa gặp Chúa thì Chúa đã biết rõ về Nathanael, nên Nathanael ngạc nhiên là: tại sao Ngài lại biết tôi? Tại sao Ngài lại biết con? Giê-xu trả lời là: trước khi mà gặp anh thì tôi đã biết anh. Mà không chỉ là biết một cách bề ngoài, mà biết cả những cái suy tính của anh, biết cả lòng dạ của anh, nơi con người này không có gì gian dối. Cái lời khẳng định của Chúa Giê-xu cho Nathanael. Và chính tình yêu, sự củng cố đức tin của Chúa, ân sủng của Ngài đã giúp cho Nathanael xác tín và tuyên xưng đức tin vào Thầy của mình. Nhìn lại vào hành trình đời sống đức tin của chúng ta, hành trình mà chúng ta có thể cảm nhận được, chạm đến được tình yêu của Chúa, chúng ta nhìn lại những cái chặng đường thăng trầm đã qua, lắm lúc có nhiều người cảm thấy như là: Chúa ở đâu rồi? Ngài không còn hiện diện ở bên cạnh chúng ta nữa. Bởi vì trải qua biết bao thăng trầm, khó khăn, đau khổ, và có cả khi những gặp những cái nghịch cảnh, bệnh tật, nan y khó chữa. Nhưng mà sâu thẳm trong đó, đời sống của người Kitô hữu vẫn luôn luôn có Chúa đồng hành. Có Chúa hiệp hành với chúng ta trong hành trình đời sống đức tin của mình. Có Chúa hiệp hành ngay trong đời thường của mình. Có Chúa ở với chúng ta ngay cả khi mà chúng ta gặp gian nan khốn khó nhất, gặp thử thách lớn lao nhất, gặp những cái đau khổ mà tưởng chừng sức người không thể vượt qua. Nhưng mà Chúa ẩn vợ, Chúa vẫn ở đó với chúng ta, Chúa vẫn đồng hành với chúng ta, Chúa vẫn nâng đỡ chúng ta trong mọi nơi mọi lúc. Ngài ban cho chúng ta đủ sức để vượt qua, để chiến đấu, để vượt thắng tất cả. Và chỉ khi mà chúng ta cảm nhận được điều đó trong đời sống của mình, cảm nhận được điều đó trong một cái biến cố sống của chúng ta, cảm nhận những cái điều đó ngay khi mà chúng ta gặp đau khổ thử thách, thì chúng ta mới nhận ra tình yêu của Chúa, nhận ra lòng thương xót của Chúa vẫn trào tràn trên cuộc đời của gia đình mình, của chính bản thân mình. Người ta nói là khi nhìn lên thì chúng ta không bằng ai cả, nhưng mà khi nhìn xuống thì không ai bằng mình. Chỉ khi chúng ta nhìn như thế thì chúng ta mới thấy được là Chúa yêu chúng ta dường nào, Chúa nâng đỡ chúng ta dường nào. Bởi vì khi chúng ta nhìn xuống thì biết bao nhiêu con người gặp những cái hoàn cảnh còn bi đát hơn chúng ta, nghèo khổ hơn chúng ta, đói khát hơn chúng ta, đau khổ bệnh tật hơn chúng ta, gia đình của họ gặp nhiều rủi ro tan nát. Và khi ta nhìn lại chính gia đình mình, nhìn lại chính cái cuộc đời của mình, thì chúng ta thấy ân phúc của Thiên Chúa vẫn đổ tràn trên chính bản thân chúng ta và gia đình của mình. Do đó chúng ta quy tụ nơi đây để cảm tạ Thiên Chúa về lòng thương xót của Ngài, bởi vì Ngài vẫn luôn yêu thương chúng ta, dành cho chính mỗi người chúng ta một tình yêu tròn đầy, một lòng thương xót vô hạn,
đối với chính mỗi người chúng ta. Khi chúng ta có đức tin, chúng ta nhận ra tình yêu của Chúa, thì sứ điệp tin mừng cũng mời gọi chúng ta giống như Philippe, hãy giới thiệu Chúa cho người khác, hãy đem Chúa đến cho người khác và đem họ đến gặp gỡ Chúa, xem, nhìn thấy, tin vào Chúa để được Chúa biến đổi cuộc đời của những người mà chưa có lòng tin hoặc là chưa biết Chúa. Giống như Philippe giới thiệu Nathanael cho Chúa Giêsu, dẫn Nathanael đến với Chúa Giêsu, và chính nhờ cái cuộc gặp gỡ đó, Nathanael được biến đổi, được nhìn thấy Chúa, được đối diện với Chúa, được chứng kiến, và cuối cùng thì được Chúa ban đức tin và biến đổi cuộc đời của Nathanael. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta, để trong đời sống của mọi người chúng ta, dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn xác tín vào Chúa và nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Ngài dành cho chính mọi người chúng ta. Amen.